Xin chào các bạn, tôi đang mặc trên mình là chiếc áo của Trùm Cuối, một mẫu áo mới, áo mi, cầm mồm và lấy tiền của tao. Phải nói với các bạn là mặc áo của Trùm Cuối thì như vua mặc lăng bào, người mù nhìn vào còn thấy chói mắt. Mặc ra ngoài đường, trời đang nắng gắt, phải đổ mưa. Đặc biệt tháng này chúng tôi có đại khuyến mãi nhá. Tức là sao? Tức là mỗi đơn hàng trên 500.000 sẽ được tặng ngẫu nhiên một áo thun, thêm vào đó là được free ship và hoàn xu. Không mua để phí. Link mua hàng ở phần mô tả ở bình luận. À, người chơi điện tử vừa mới lập kênh mới, tên là Mì Tôm Hai Trứng. Anh em ghé qua rồi ấn sub để đón chờ những content về game mới thật thú vị nhé. Link kênh ở dưới phần mô tả. Trong tuổi thơ của mỗi chúng ta, ai cũng đã từng ít nhất một lần được nghe câu chuyện nàng công chúa nhân ngư đổi giọng hát đẹp xinh lấy đôi chân để yêu hoàng tử. Đó là một câu chuyện cổ tích về tình yêu đẹp đẽ và trong sáng, đã đưa hình tượng nàng tiên cá trở thành một trong những tượng đài văn hóa đại chúng. Hình ảnh của một cô gái nửa dưới là cá, tóc khung đỏ và làn da trắng, đã ăn sâu vào tiềm thức của những con người được sinh ra vào thế hệ đó. Nó cũng giống như hình ảnh về Tề Thiên Đại Thánh phải là một con khỉ, chứ không thể là một loài động vật nào khác. Và mọi chuyện tiêu cực bắt đầu xảy ra khi vào năm 2022, Disney tung ra trailer Nàng Mermaid phiên bản live action, với người vào vai Ariel là một cô nàng da màu, tóc tất nhiên là xoăn. Vậy suy cho cùng, nước đi này của nhà chuột chỉ đơn thuần là một chiêu trò lợi dụng truyền thông ngược, hay nó còn ẩn khuất không ít vấn đề hiện còn đang rất nhức nhối tại xứ cờ hoa? Phiên bản live action của Nàng Tiên Cá năm 2023 sẽ giữ nguyên cốt truyện trong bản hoạt hình từ năm 1989, kể về một cô người cá trẻ, ăn mặc phong phanh và hát hay. Đến độ tuổi trăng tròn, con gái của vua thủy tề Triton với sự vùng lên của hóc môn, quyết định từ bỏ cuộc sống nơi biển khơi để khám phá cuộc sống của con người. Trong lúc ngao du, cô nàng tóc đỏ vướng phải lưới tình của một chàng trai họ Hoàng tên Tử. Tình cảm này dĩ nhiên là bị thân phụ của cô ngăn cấm, nhưng ai cũng biết là cấm đái bậy còn khó, thì cấm tình yêu nên là phần mới của nhiệm vụ bất khả thi. Khi con đường chính đạo không có giấy thông hành, Ariel quyết định đến với con đường tà đạo. Đó là một bà mập bạch tuộc Usala biết tà thuật. Bà ta đưa ra một dao kẻo với cô gái nhỏ, đổi giọng ca plus giọng nói lấy đôi chân để có thể tập squat, để cô có thể lên bờ trao yêu thương đến chàng trai mà cô hằng thương nhớ. Nhưng nếu trong 3 ngày hai người không giao lưu đôi môi với một tình yêu đích thực, thì Ariel sẽ thuộc về bà bạch tuộc mãi mãi. Tất cả cũng chỉ vì mụ ta muốn ngôi báu của đại dương. Nhưng như các tin đờ thủ từng chia sẻ, thích những người nói ít, câm cũng được, vì bị nhức đầu. Ariel tuy khiếm khẩu nhưng vẫn dành trọn tình cảm cho hoàng tử. Chắc vì xinh, cảm thấy âm mưu của mình có xu hướng chỉ là âm mưu. Usala hóa thành một cô gái ngon nghẻ, cùng giọng hát của Ariel đến cám dỗ hoàng tử. Hoàng tử bị ếm bùa đến nỗi kết cả hôn với Usala. Vào ngày cuối cùng của cuộc giao kèo, cha của Ariel buộc phải lấy thân mình để chuộc con gái. Phù thủy bạch tuộc trở thành vua của biển cả và điều khiển sóng thần tấn công người trần, xong bị hoàng tử phi chiếc thuyền và bao tử rồi tử luôn. Và thế là cả nhà đều vui, hai người yêu nhau hạnh phúc cho đến cuối phim. Một câu chuyện rất đơn giản ca ngợi tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình có giá trị xem lại cao, được rất nhiều thế hệ người xem trân quý. Nhưng đến khi bộ phim được làm lại với phiên bản live action, nữ chính được chọn là một cô gái da màu, thì những đả kích sâu cay bắt đầu tới, mang lại áp lực vô cùng to lớn cho nữ chính và gia đình Mickey. Vậy hãy cùng đào sâu phân tích những điều này ở phần tiếp theo. Cho đến thời điểm viết kịch bản này, video teaser của Nàng Tiên Cá đã đạt mốc 3 triệu dislike, nghĩa là hơn cả gấp đôi lượt like 1.2 triệu. Giải thích cho nguyên nhân của sự tẩy chay thì muôn hình vạn trạng, nhưng chủ yếu là sự công kích dành cho màu da của Halle Bailey. Theo tờ báo CNN, có một vài quan điểm được đưa ra cho việc Bailey không phù hợp với vai diễn công chúa thủy tề. Nàng Tiên Cá thuộc truyện cổ tích Andersen, nên người cá phải là người Đan Mạch. Chúng ta chưa nhìn thấy một người Đan Mạch nào có màu da như vậy. Luận điểm này nghe có vẻ hợp lý, nhưng nếu xét kỹ trong lời dẫn chuyện, những người cá đến từ dưới đáy đại dương, vậy nên chẳng có điều gì dám chắc rằng Ariel là người Đan Mạch hay thuộc các nước lân cận. Có một luận điểm nữa, đó là nàng tiên cá đến từ sâu dưới đáy biển nên không thể có màu da tối, xét theo khía cạnh khoa học, trích lời Matt Walsh. Nhưng sự thật không phải tất cả những sinh vật dưới đáy biển đều có màu da sáng. Ví dụ điển hình là con lợn biển với làn da khá tối và sẫm màu. Nói chung, đưa các bằng chứng khoa học để chứng minh một nhân vật hư cấu là một điều khập khiễng, đồng thời nó cũng chỉ là cái cớ cho một vấn nạn lớn hơn: phân biệt chủng tộc. Vào năm 2019, khi Green Book bước lên giành giải bộ phim xuất sắc nhất trong kỳ Oscar lần thứ 61, đã tạo ra sự bất ngờ và không ít ý kiến trái chiều. Khi trước đó Roma mới là bộ phim được kỳ vọng nhiều hơn cho giải thưởng danh giá, Green Book nói về số phận của người nghệ sĩ da màu piano nhạc jazz và mối quan hệ của anh ta với một tay lái xe kiêm vệ sĩ. Từ mối quan hệ này, đạo diễn đã đánh bật lên vấn đề chủng tộc tại Mỹ vào thập niên 60. Có thể thấy điện ảnh bây giờ không còn thuần túy là môn nghệ thuật để các biên kịch thỏa sức sáng tạo. Nó đang dần dần chuyển mình để trở thành một thứ vũ khí để kêu gọi, để hô hào, để công kích. Nhưng nếu nó bị sử dụng sai mục đích thì sao? Nắm bắt được công thức để có được tượng vàng, chúng ta có thể thấy nhà chuột năm nay nhồi nhét khá nhiều những yếu tố chính trị xã hội vào những tác phẩm của mình. Có thể kể đến như trong Thor Love and Thunder, khi người đá Korg kể về người bạn tình đồng giới của mình, hay như trong Buzz Lightyear,
khi tư lệnh Hawthorne có một gia đình êm ấm với một cô gái đồng tính. Và đến năm 2023, một nàng tiên cá da màu xuất hiện sẽ tạo hiệu ứng quan tâm cực lớn, nhưng mà lại vô cùng tiêu cực. Vậy Disney có thực sự là ông bụt muốn khơi dậy tính nhân văn trong mỗi con chiên Mỹ, hay đó chỉ là bề nổi của câu chuyện? Có thể thấy việc đem đến một nàng tiên cá phiên bản bao công đã gây ra một hiệu ứng truyền thông ngược vô cùng lớn. Người người nhà nhà đều bàn về tiên cá. Họ lôi cô gái đáng thương này ra để chế meme, làm trò cười, thậm chí là công kích về ngoại hình. Bài học về Morbius 2022 vẫn còn đó. Tuy có lượng người quan tâm, chế giễu hùng hậu là thế, nhưng doanh thu của phim toàn cầu chỉ rơi vào khoảng 160 triệu Mỹ Kim. Một con số quá khiêm tốn so với dòng phim siêu anh hùng. Nàng tiên cá live action đang đứng trước nguy cơ rất lớn trở thành một trò hề trên mạng hơn là một tác phẩm điện ảnh xuất sắc. Điều này sẽ là cái giá mà Disney tự chuốc lấy khi không tập trung vào điện ảnh mà sử dụng tiếng nói quá lớn của mình để thao túng truyền thông. Tiếp theo, chúng ta cùng phân tích xem thực sự vấn đề của nàng tiên cá là gì. Khi đoạn teaser về nàng tiên cá nhỏ xuất hiện, có rất nhiều những lời công kích dành cho cô gái Halle Bailey. Lý do lớn nhất là vì hình mẫu của cô không giống với hình tượng nàng tiên cá năm 1989. Có rất nhiều nữ diễn viên được fan hâm mộ đưa ra và được cho là phù hợp hơn với vai diễn nữ thủy tề. Những cái tên như Ariana Grande, Lindsay Lohan, Lea Michele. Nhưng tôi sẽ chọn cái tên có màu da và mái tóc tựa tựa Halle. Đó là cô bạn gái của người nhện Tom Holland, Zendaya. Cô gái này có màu da nâu và mái tóc đen nhánh, nghĩa là hoàn toàn không có chút liên hệ nào với hình tượng Ariel tóc đỏ da trắng năm nào. Thứ mà Zendaya hơn có lẽ là nhan sắc và hình ảnh của MJ đã phần nào được yêu quý trong các tác phẩm của Marvel. Vậy suy cho cùng, màu da của Halle vẫn chưa hẳn là vấn đề, mà đó là nhan sắc và mức độ ảnh hưởng của cô nàng. Halle được biết đến nhiều hơn với vai trò một ca sĩ. Cô được mọi người chú ý sau lần song tấu với chị gái của mình và được đề cử 5 giải Grammy năm 2018. Với vai trò diễn viên thì đúng là tân Ariel thật sự nghèo nàn về CV. Bộ phim gần nhất cô đóng là Last Holiday năm 2006. Với doanh thu chỉ 43 triệu so với chi phí sản xuất là 45 triệu. Điều đó chứng minh rằng cô thực sự vô danh trong lĩnh vực điện ảnh. Vậy cơ hội nào cho người mới khi họ còn chưa có cơ hội thể hiện mình? Để giải thích cho câu hỏi này, chúng ta hãy quay ngược lại năm 2008 để đến với vai diễn Joker xuất sắc của Heath Ledger. Người trước đó còn bị chỉ trích là quá ẻo lả, công tử cho một vai diễn đòi hỏi tâm lý nặng đô. Nhưng những gì Heath đã làm được là lịch sử và là cả tính mạng của nam diễn viên tài năng. Hay một hình ảnh quen thuộc hơn với Việt Nam chúng ta, đó là nghệ sĩ Mono. Chàng trai này nhận rất nhiều gạch đá từ dư luận và nghi vấn về vấn đề tài năng, tất cả chỉ vì cái bóng quá lớn của người anh ruột. Nhưng những điều này liệu có công bằng với những nghệ sĩ mới debut? Phải chăng đám đông đang quá tô xích và sẵn sàng chê bai những thứ mình không vừa mắt? Điều này dẫn chúng ta đến một vấn đề lớn hơn ở phần sau. Thời gian vừa qua, có một bộ phim Hàn Quốc tên là Ba Chị Em nhận phải sự phản đối kịch liệt khi xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Sau khi nhận phải vô số những lời phản đối thì cuối cùng bộ phim truyền hình này cũng đã bị gỡ khỏi Netflix của Việt Nam. Đó là một sự tích cực đến từ đám đông, khi sức mạnh đoàn kết đã tạo nên vũ khí mạnh mẽ. Nhưng thử lật ngược lại vấn đề, đó là bộ phim Shang-Chi của Disney. Thật là trớ trêu khi bộ phim về siêu anh hùng Trung Quốc lại bị tẩy chay trên chính đất nước của mình. Nguyên nhân được đưa ra là vì nguồn gốc của nhân vật này trên truyện tranh. Trong truyện, Shang-Chi là con trai của nhân vật phản diện Fu Manchu, một kẻ phân biệt chủng tộc tệ hại. Dù khi lên phim nhân vật này đã bị loại bỏ, nhưng có vẻ điều đó vẫn là chưa đủ. Nguyên nhân thứ hai là về ngoại hình của Simu Liu, người thủ vai chính. Diễn viên này từng nhắc về việc cư dân mạng Trung Quốc đã phỉ báng ngoại hình của anh. Họ cho rằng ngoại hình của anh quá xấu xí so với một nhân vật siêu anh hùng của Trung Quốc. Từ đó hình ảnh huyền thoại này đã ra đời. Trở lại với nàng tiên cá live action, có vẻ như Halle cũng đang gặp phải vấn đề tương tự. Cô bị công kích thẳng thừng vào nhan sắc và thậm chí là sắc tộc. Sự thiếu hiểu biết và độc hại này của một bộ phận người đã trở thành một áp lực vô cùng lớn đối với những tác phẩm điện ảnh và nghệ sĩ mới. Tài năng của Halle vẫn là một dấu hỏi lớn, nhưng nếu nhìn vào thành tích về âm nhạc thì có thể thấy cô gái trẻ này là một nghệ sĩ tài năng. Hy vọng cộng đồng sẽ có cái nhìn vị tha hơn để những nghệ sĩ trẻ có cơ hội được tỏa sáng trong nghệ thuật. Vì ở thời buổi hiện tại, số đông chưa chắc đã đúng.